Tính đến ngày 3 tháng 12 năm 2021, tổng số kinh phí Đà Nẵng đã hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 Chính phủ, Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 135 của Ủy ban Nhân dân thành phố là khoảng 182,4 tỷ đồng. Để đảm bảo công tác an sinh xã hội sau đại dịch, công tác chi trả vẫn đang được các quận huyện triển khai, đảm bảo tính công khai, minh bạch để người dân tiếp cận chính sách. Ngoài các đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Với kế hoạch số 135, thành phố Đà Nẵng đã mở rộng độ bao phủ đến nhiều đối tượng đặc thù nằm ngoài quy định của Trung ương. Nổi bật phải kể đến lao động tự do, nhóm đối tượng chịu tác động nặng nề bởi đại dịch. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến nay, thành phố đã ban hành quyết định hỗ trợ cho khoảng 25.000 trường hợp lao động tự do với kinh phí khoảng 36,9 tỷ đồng. Thì đối với thành phố Đà Nẵng, cái nhóm đối tượng đặc thù thì là cái nhóm mà lao động tự do không có giao kết. Thì trong đó thì Thường trực Hội đồng Nhân dân cũng đã quyết định và Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã triển khai 4 nhóm. Nhóm thứ nhất đó là giáo viên và nhân viên của các trường mầm non tư thục. Nhóm thứ hai ấy, đó là nhân viên và bảo mẫu của các nhóm trẻ gia đình. Nhóm thứ ba là lao động tại các khu điểm du lịch. Nhóm thứ tư đó là lái xe. Đối với những cái trường hợp mà lái xe ở trong cái tuyến cố định, rồi trường hợp taxi và trường hợp lái xe mà hợp đồng 9 chỗ ngồi trở xuống. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính để người dân tiếp cận dễ dàng với chính sách là vấn đề được các đơn vị chức năng chú trọng, hạn chế đến mức thấp nhất độ trễ của chính sách. Đối với các lao động tự do mà hiện nay ấy, là đối với quận, huyện, xã, phường đang triển khai thì có cái cắt giảm thủ tục so với năm 2020 đó là không phải niêm yết 5 ngày tại Ủy ban Nhân dân xã, phường về cái danh sách mà được hỗ trợ. Rồi cái một việc nữa là cái đơn thì nó đơn giản hơn. Và trong đó thì một việc thứ ba là chúng tôi yêu cầu tất cả các quận, huyện, xã, phường đối tượng nào rõ rồi thì tiến hành lập danh sách và gửi danh sách đó về website thông tin điện tử để chuyển cho Sở Lao động Thương binh Xã hội. Còn cái danh sách mà đóng dấu ấy thì chuyển bưu điện xong, trên cơ sở đó chúng tôi sẽ tiến hành rà soát và ra cái quyết định phê duyệt. Tuy nhiên trên thực tế, quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ đôi lúc đôi nơi còn bất cập, nhất là chậm trễ, chưa rõ ràng trong khâu tuyên truyền, giải thích cụ thể chính sách cho người dân, dẫn đến những dư luận trái chiều trong nhân dân. Vấn đề này cũng đã được Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vừa qua. Thời gian đến, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát, khảo sát, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, lao động tự do để có điều kiện phục hồi, ổn định sản xuất và sinh hoạt sau dịch bệnh. Tập trung triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các chính sách đã quyết định tại kỳ họp lần này, đảm bảo minh bạch, công khai, đúng đối tượng, dễ tiếp cận, không để xảy ra tình trạng chính sách thì có nhưng không thực tế, không đi vào cuộc sống. Chú ý đến khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ vì những doanh nghiệp này chiếm số lượng đại đa số và giải quyết nhiều việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố. Đảm bảo an sinh xã hội trước, trong và sau đại dịch được xem là một trong những trụ cột quan trọng để Đà Nẵng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Ngoài việc triển khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương đến địa phương một cách minh bạch rõ ràng, thành phố cũng đã và đang giải quyết bài toán việc làm, những hệ lụy từ tình trạng chuyển dịch lao động sau đại dịch để đảm bảo đời sống cho người dân.